Huyện Quảng Trạch hiện có tổng số tàu thuyền khai thác thủy sản trên 1.100 chiếc với tổng công suất trên 176.000 CV. Năm 2023, bà con ngư dân huyện Quảng Trạch đã tích cực bám biển, khai thác được trên 14.200 tấn thủy sản các loại, đạt trên 106% kế hoạch, đưa kinh tế biển của huyện trở thành ngành quan trọng. Để chuyến biển khởi hành đầu năm được thuận buồm xuôi gió, khai thác thủy sản đạt kết quả cao, huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo các ban ngành địa phương tạo mọi điều kiện để bà con ngư dân tu sửa tàu thuyền, mua sắm ngư lợi cũ, bảo đảm ra khơi đánh bắt dài ngày, giảm chi phí trong từng chuyến biển. Cùng với đó, huyện Quảng Trạch cũng đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ khai thác vùng biển xa theo quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con ngư dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác hải sản trên biển, ký cam kết thực hiện các quy định chống khai thác IUU nhằm sớm gỡ thẻ vàng đối với hải sản của Việt Nam. Với sự chuẩn bị chú đáo, tin rằng mùa biển năm 2024, bà con ngư dân huyện Quảng Trạch sẽ thắng lợi.